góc nhìn của các chuyên gia bất động sản. Bây giờ chính là lúc để chúng ta tái cấu trúc lại danh mục đầu tư của chúng ta, đúng không? Và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để mà đón nhận những cơ hội đầu tư tuyệt vời sắp đến. Sẽ có những bất động sản bán rất rẻ, đúng không? Và chính ra là những người đầu tư như vậy, như giống như là Sen Group thì được báo chí nói rằng là Sen là một cái tập đoàn bất động sản hình thành từ khủng hoảng, lớn lên từ khủng hoảng. Cứ mỗi lần khủng hoảng thì Sen lớn lên một cách không tưởng. Hãy nghe theo chính con tim và khối óc của mình chỉ bảo thì chúng ta sẽ thành công. Địa chỉ nằm trên tuyến phố Dương Quảng Hàm thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nơi đây thuộc khu vực năng động nhất nhì tại thủ đô Hà Nội vì có đầy đủ các tiện ích sống từ dân dã đến đẳng cấp. Hơn thế nữa, lại có rất nhiều các trường đại học nổi tiếng của cả nước. Bởi vậy, bước chân ra đường, bạn có thể đã tiếp xúc với hàng giáo sư tiến sĩ có trình độ học vấn cao. Đây là lợi thế cho những đứa con của bạn với môi trường học tập tích lũy kiến thức, đột phá trong tương lai. Diện tích nhà 66m², thiết kế 5 tầng, mặt tiền 4m, giá chỉ 12,8 tỷ. Hãy liên hệ ngay với tôi là Bùi Tài Chính, số điện thoại 0983 566 885 để đặt lịch đi xem nhà hoàn toàn miễn phí, hoặc liên hệ qua fanpage Tài Chính Bất Động Sản để lựa chọn cho gia đình mình căn nhà phù hợp với điều kiện kinh tế mà vẫn đầy đủ công năng thiết yếu. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng.